Chào bác, như hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip có con cua CO393 các bác nhé. Bán xả hàng cho bác nhé. Con này thì bán thanh lý cho anh em. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Đấy. Con này là một con cua thuộc cái hãng của CO3, một cái thương hiệu rất là chất. Đó, chất nhất Nhật Bản. Con này thì 40cc nòng 40ml, trọng lượng máy 5,5kg. Chạy dòng này thì cực kỳ là bốc nhá, bốc loại xăng và rất là bền. Đó. Máy thì được trang bị là cái lam này, lam rất là dài, lam 45 luôn các bác nhé. Xích là xả xích chân 325. Anh em con này thì đi cắt keo kiếc, đi cắt dừa này, đi xẻ xiếc nhá, khá ok. Đó. Con máy này thì về cái tình trạng máy thì máy móc thì bao ngon. Mỗi tội nó vỡ chả tí cái vỏ này. Đây cái phần ở đây thì em đã chêm lại nhá, và cái phần ốp lam của nó này, lam của nó thì bị ốp lam của nó bị nứt cái này thôi, không ảnh hưởng đến máy nhá. Máy móc thì bao đẹp, bao zin cho các bác luôn. Đấy, 40cc nòng 40ml, hàng CO3 chạy cực kỳ là chất. Đây em mở nội thất bên trong cho bác xem này. Đấy, bên trong máy móc rất là đẹp này. Đây. Này thì nó chạy chế oan pro nhá. Chạy chế oan pro cực kỳ loại xăng, cực kỳ là ngon cho anh em luôn nhá. Con này chạy thì bao loại xăng, bao bốc, bao bền luôn. Đó. Mỗi tội là cái vỏ của nó cái dòng màu cam này thì vỏ, màu hồng này, vỏ vẻ hơi xấu, các bác nhìn bên trong này. Nó rất là mới đấy, bên ngoài thì nó hơi bị xám xám vỏ thôi. Chứ máy móc thì bao ngon cho anh em luôn nhá. Này thì 40cc nòng 40ml, máy nòng đứng của CDOA chạy cực kỳ lợi xăng. Đấy. Để tình trạng máy thì em báo như vậy nhé. Giá con này thì em báo công khai là giá là 2 triệu 2 cho bác nhé. Tặng kèm đủ đồ rũa, tiếp đồ vặn các kiểu cho các bác nhé. Rồi test nổ đây. Rất là ngon các bác này. Đây này, nhớt nhớt hoạt động hoàn chỉnh nhá. Con này thì giá là 2 triệu 2 này. Đó, bao giá thị trường cho anh em nhá. Bán thanh lý cho anh em luôn. Đặc biệt là máy thì đã dọn nổ ok, ngon lành cành đào hết cho bác nhá. Giá thì bao thị trường luôn. Không, cam đoan là không ai bán một cái giá máy dọn rồi rẻ như thế cho bác. Rồi, bác nào quan tâm liên hệ tiếp qua số thoại 0976 2330. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.